thẳng vậy nè, đứng qua đây luôn nè. Ok, mẹ vô tắm đây. Đúng rồi, cầm cầm cái tạo dài sáng con chỉ vậy đó. À đúng rồi, rồi mẹ vô. Ok, đứng ra đây, mẹ đứng ra luôn đây, mẹ đứng ra luôn đây. Đứng ở đây luôn nè. Bước lên. Rồi, đứng thẳng với con nè. Rồi, bác vô bác ơi. Rồi mẹ, mẹ mà bẫy vô luôn. Rồi nè, đại đi, đại đi, buông ra đại đi, đừng người ta để không là đẹp rồi. Ừ. Mẹ, mẹ đứng ở đây luôn nè. Đúng rồi. Rồi nè. Rồi, một hai, một hai, một hai ba. Rồi bây giờ đi nè, đi luôn, một hai ba lên. Ok, quá đẹp. Nó đâu được, xe đâu được vô đây đâu. Cái đó là mình đi vô đó, đi vô cổng đó, đó là đi vô cái chỗ vua đó. Cờ này là cờ bờ Bắc, như là đây là bờ Bắc, còn mình hồi nãy mình ở là bờ Nam. Là câu hỏi mà bảy giống như vậy nè, nhưng mà bảy là cung nữ mà bảy vô đây đúng không, rồi vua sao tới mà bảy rộng bự vậy nè. Hỏi vậy muốn gặp ông vua mấy cung nữ, gặp ông vua vô đây mình mua vé, mua vé xong mình vô mình tham quan, tham quan đi rồi mình đi một cái lăng nữa, sau đó cái mình đi vô chùa. Đúng rồi. Bốn người chụp được một lấy ba cái người gọi không xác định. Alo. Alo. Trời ơi. Rồi. Kệ đi.
kể đi, chụp lại đi. Rồi bây giờ mình đứng ngay đây. Đó là cổng thành. Cổng thành. Trời, thiếu bé nó mua vé vô đây hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Hay là muốn đi vòng? Cái gì vậy chổng vậy? Trong đó là có cái vua, giống như cái ghế vua này kia rồi đó. Rồi nó vua ở trong đó đó hả? Đúng rồi. Dạ có rồi. À, thờ vua hoàng cung rồi. Có đẹp. Có mới chụp ngoài kia rồi. Dạ đúng rồi. Ngoài là ngọ môn kinh thành nữa đó. Vô một vé bao nhiêu? Dạ 60 tuổi, mình có giấy tờ đàng hoàng thì có 100 nghìn thôi, mình dễ 60 tuổi thì 200. Vậy ai cũng trên 60 hết rồi. À, rồi để có mình con 200 thôi. Cái gì? Không sao, rồi mình đi cà phê thôi. Đi cà phê đó, cứ từ từ đi. 22.000 không sao, đi được phải không? Rồi rồi đi vô đi, không sao đâu. Nè đứng ngay đây nè, đứng ngay giữa luôn nè. Lát nữa chạy vòng về lấy. Đứng dài dài ra luôn, đứng chỗ 17 nè. Mẹ vô được mẹ. Có cần mình chụp qua điện thoại không? Hồi nãy chụp ở ngoài kia rồi. À, thì đây đây là cặp gì đẹp. Thì ngoài kia có cái cặp. Cái này là cặp chính. Rồi nè. Thôi không, không, đứng đứng nhiều kiểu thôi mẹ. Rồi. 1, 2. Rồi đứng nắm tay nhau đi. Hả? Đâu quay đây nè, đứng 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 dài dài ngang đây nè, đúng rồi. Rồi đúng rồi. 1 2 3. Rồi. Rồi. Bên đó là gì chú? Cái cọc mà bên kia cọc bên này giống nhau đấy. À. Hả? Không sao. Lát nữa kêu chạy chạy vòng về mình lấy cái. Mẹ mẹ lại. Không, gần bên nè. Mà đi dễ đi không? Cũng hơi hơi. Hơi hơi bởi sao tại nó bể quá rồi. Bây giờ đi xa dữ lắm. Không có được. À bể đúng rồi. Bể hết. Thôi đi hồi nó giòn nó bể luôn. Để đi. Kể vô rổng có ai bán không? Đi vòng vòng ra ngoài. Đúng là mấy chỗ khu du lịch này ta bán dép rồi ha. Bán cho mấy người mà dép người ta hưng. Rồi ngon. Nè đứng đây nè. Vô đây mua. Chúc anh kia. Rồi nè, đứng đây nè, đứng đây tắm nè. Đứng ngay đây nè. Đứng ngay đây nè, ngay đây nè. Lấy hết, lấy hết. Rồi, rồi, rồi. Rồi đứng dính nhau xíu đi. Rồi quá. Rồi. Một. 2 3. Đi yên nha, đi yên nha.
Rồi, từng người chụp không? Chụp một người thì vô trong cổng này nè. Cái gì? Cái gì? Rồi đứng ngay đây luôn, đây luôn. Rồi đứng ngay đó luôn. Đúng rồi. Yên nha, đứng yên nha. Rồi, một người vô. Không, mẹ đứng ở đó không thấy. Không thấy hết. Rồi. Cô ra rồi đấy, ra chính diện luôn. Con làm cho video hay video đẹp có 10.000 view thôi. Là dáng cho nó đẹp lắm. Rồi mẹ ơi. Mẹ mẹ. Ha, đứng đợi xíu, đứng xích lên đây nè, đeo kính vô đi. Cái chân đứng xích lên xíu, đứng xích lên đây xíu. Rồi cái chân khép lại đi. Rồi. Đứng yên nha. Bà xui kìa, quay mặt lại bà xui. Bắt gặp hai người. Rồi bác ơi, bác quay lại nào, bác quay lại nè. Đúng rồi. Nãy giờ chụp lén bà có hay đâu. Đứng yên nha. Dán khuất cái cặp rồi kìa. Đi xe ra giữa xíu. Ra giữa một chút. Che cũng mất cái cặp rồi, cái khăn cái cặp rồi. Không, đi ra giữa xíu. Đúng rồi. Ra một xíu nữa đi. Rồi. Mua mẹ đã. Dán hai căn bà cầm hai dạng. Thôi. Đúng rồi. Chưa, mình ra đó mua. Ở đây cũng có nè. Rồi. Để con chạy ra mua vé. Tắt đi, để cho nó mát. Không sao. Nè, ra đi. Không sao. Đây là kinh thành Huế nè. Triều đình của hoàng cung. Ê Trúc ơi, lấy cái giấy chân mình. Hả? Nó biết nhưng mà mình phải chứng minh nè, cho người ta biết là nhiêu. Mặt chi đỏ kìa. Ừ. Trên 60 thì 100. Cái này vô mình là hên hết trơn rồi. Có bà xui tạ. Mấy em biết được không? 59. 58, 59 quen chắc người ta cho. Quen. Tôi mình hả? Tôi...